Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, thống kê cho thấy hiện có rất nhiều điều kiện kinh doanh đang can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Chính vì vậy, để bắt nhịp với lộ trình cắt giảm điều kiện kinh doanh của Chính phủ, ngày 26 tháng 3 vừa qua tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức buổi hội thảo lấy ý kiến danh mục rà soát điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải. Tại hội thảo, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ cắt giảm khoảng 350 trên 570 điều kiện kinh doanh mà Bộ đang quản lý, chiếm khoảng 61%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng cách thức rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa thực sự quyết liệt, vẫn chỉ mang tính kỹ thuật, nặng về cơ học, tức là rà soát trên tinh thần cái gì chưa rõ thì bãi bỏ. Nội dung trên sẽ được chúng tôi làm rõ hơn trong chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề cắt giảm điều kiện kinh doanh, các bộ vào cuộc. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 3 vừa qua tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức buổi hội thảo lấy ý kiến danh mục rà soát điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải. Dự kiến tổng số điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa lần này là 352 trên 570 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 61,75%. Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, ngành giao thông vận tải có 570 điều kiện với 28 ngành nghề được quy định tại 5 luật chuyên ngành với 20 nghị định chi tiết các điều kiện hướng dẫn thực hiện. Trong số 570 điều kiện kinh doanh về lĩnh vực giao thông vận tải mà Bộ đang quản lý, Bộ dự kiến tổng số điều kiện kinh doanh được cắt giảm và đơn giản hóa lần này là 352 điều kiện, đạt tỷ lệ 61,75%. Cụ thể, trong lĩnh vực đường thủy nội địa, cắt giảm đơn giản hóa 37 trên 49 điều kiện cụ thể, chiếm 75,51%. Lĩnh vực hàng không, cắt giảm đơn giản hóa 53 trên 78 điều kiện cụ thể, chiếm 67,95%. Lĩnh vực đường bộ, cắt giảm đơn giản hóa 83 trên 127 điều kiện cụ thể, chiếm 66,35%. Lĩnh vực đường sắt, cắt giảm đơn giản hóa 17 trên 26 điều kiện cụ thể, chiếm 65,38%. Lĩnh vực hàng hải, cắt giảm đơn giản hóa 109 trên 189 điều kiện cụ thể, chiếm 57,67%. Lĩnh vực đăng kiểm cơ giới đường bộ, cắt giảm đơn giản hóa 38 trên 70 điều kiện cụ thể, chiếm 54,28%. Và lĩnh vực đa phương thức, vận tải hàng nguy hiểm, cắt giảm đơn giản hóa 15 trên 31 điều kiện cụ thể, chiếm 48,39%. Theo các chuyên gia nghiên cứu, hiện có nhiều điều kiện kinh doanh đang can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Song thời gian vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã cầu thị, lắng nghe ý kiến của VCCI, các hiệp hội và các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Có những động thái tuy không ồn ào nhưng rất tích cực. Chúng tôi đánh giá rằng năm 2017 vừa rồi là một cái năm đã có những chuyển động mạnh mẽ của các bộ ngành trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh. Mặc dù là chưa phải là đồng đều, nhưng mà chúng ta đã thấy rằng là Bộ Công Thương đã cắt giảm hơn 50% điều kiện kinh doanh hiện có. Hàng loạt bộ ngành khác như Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì đều có những kế hoạch tham vọng trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh. Năm 2018 này chúng tôi cũng thấy những tín hiệu rất là lạc quan, rất là tích cực từ các bộ ngành. Thì chúng tôi đang thấy những cái kế hoạch rất là cụ thể của từng bộ ngành. Và hy vọng rằng là năm 2018 này là một năm dấu mốc để thực hiện đúng yêu cầu của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cắt giảm ít nhất 50% cái kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chuyên gia cho rằng Bộ Giao thông Vận tải nên mạnh dạn bỏ hẳn các điều kiện kinh doanh không cần thiết. Bởi nếu căn cứ vào một số phương án của Bộ thì nhiều điều kiện kinh doanh chỉ là chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Và dường như không chỉ riêng Bộ Giao thông Vận tải mà các bộ đều đã có tình trạng cắt giảm điều kiện kinh doanh theo kiểu cơ học, thiếu chủ thuyết. Chính phủ đã có rất là nhiều những cái văn bản chỉ đạo liên quan tới việc là làm thế nào đó để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, để là rút ngắn được thời gian, giảm được chi phí và cái rủi ro cho doanh nghiệp, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Và cũng qua đó thì chúng ta cũng nhìn thấy rất là nhiều các cuộc đối thoại đã được thực hiện và thủ tướng với hay là phó thủ tướng thì trực tiếp là chủ trì. Thì điều đó để cho thấy rằng là chính phủ rất là quan tâm tới cái môi trường kinh doanh và thực sự là muốn tạo ra được một cái môi trường kinh doanh thuận lợi để cho doanh nghiệp phát triển. Và cái mục tiêu cuối cùng là khi mà doanh nghiệp phát triển thì đồng nghĩa với việc là thu nhập của người dân cũng tăng lên.
Thế thì trong những năm qua thì chính phủ đã có rất là nhiều các cái giải pháp được đưa ra rồi. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta cũng đã nhìn thấy có cái sự thay đổi ở một vài cái khía cạnh nào đó, nhưng mà chưa tổng thể. Chúng ta có thể nhìn thấy môi trường kinh doanh đã thuận lợi hơn, ví dụ như trong cái lĩnh vực về thủ tục thuế chẳng hạn, chúng ta nhìn thấy rõ ràng doanh nghiệp cũng ghi nhận cái sự thay đổi tích cực. Hay trong lĩnh vực hải quan thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái áp dụng công nghệ thông tin thì cũng đã giúp cho doanh nghiệp thuận lợi hơn rất là nhiều. Tuy nhiên cái rào cản lớn nhất mà hiện nay doanh nghiệp vẫn đang gặp phải và cũng đã phản ánh rất là nhiều lần và chúng ta cũng đã nhận diện được vấn đề rồi, nhưng mà cái mức độ thực hiện thì chưa đáng kể được so với cái mong muốn của doanh nghiệp cũng như là so với cái chỉ đạo của chính phủ. Đó là những cái vấn đề liên quan đến điều kiện kinh doanh và những cái hoạt động liên quan đến cái quản lý chuyên ngành. Thì đấy là những cái rào cản hiện nay vẫn đang là những cái rào cản rất là lớn mà cản trở cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, nhiều điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải đang tồn tại khá nhiều bất cập, gây bức xúc cho doanh nghiệp. Có thể lấy một vài ví dụ như sau. Có nhiều điều kiện kinh doanh không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải mà thuộc các bộ khác. Chẳng hạn, đồng hồ taxi thì thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Tần số thì thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Giao thông Vận tải sẽ lắng nghe ý kiến các doanh nghiệp, chuyên gia và có ý kiến với các bộ liên quan. Hoặc có những doanh nghiệp bỏ ra hàng trăm tỷ để mua ô tô, nhưng rồi đắp chiếu để chờ đăng ký kinh doanh, đăng ký và được chấp thuận tuyến mới được hoạt động. Rồi với xe hợp đồng thì có những quy định yêu cầu trước khi thực hiện phải tích hợp số liệu gửi về cho các sở giao thông vận tải. Đối với xe hợp đồng quy định phải thông báo hợp đồng vận chuyển trước khi thực hiện chuyến đi về sở giao thông vận tải địa phương. Vậy trong một ngày có bao nhiêu hợp đồng được kiểm soát hay chỉ là để doanh nghiệp đối phó? Bên cạnh đó, quy định xe hợp đồng không được có 30% chuyến đi trùng nhau rất khó thực hiện. Hay chu kỳ kiểm định xe cơ giới 6 tháng một lần khiến doanh nghiệp tốn thêm nhiều thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã phải niêm yết giá cước, đăng ký giá và được quản lý chặt chẽ của địa phương, nhưng mỗi năm vẫn phải kiểm định đồng hồ tính cước một lần. Hoặc đến nay vẫn có những tranh cãi về Uber hay Grab là loại hình gì và có những định nghĩa không chuẩn. Thế giới coi dịch vụ của Uber là một loại dịch vụ trong lĩnh vực vận tải, chứ không phải là một phương thức kinh doanh vận tải như vận tải bằng taxi, vận tải hợp đồng ở Việt Nam. Đó chỉ là số ít những bất cập mà điều kiện kinh doanh về giao thông vận tải mang lại cho các doanh nghiệp trong ngành. Cộng đồng doanh nghiệp thì đang rất mong một sự ra tay quyết liệt và hiệu quả từ lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, dù mới chỉ là đề xuất cắt giảm 350 điều kiện trong ngành giao thông, nhưng đáng chú ý, việc Bộ Giao thông Vận tải chuyển các điều kiện kinh doanh thành quy định về quản lý hoạt động vận tải hoặc quy định về trách nhiệm, thì đó chỉ là việc chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia, chứ không phải là cắt bỏ. Và đó là điều mà doanh nghiệp không thực sự mong đợi. Có chuyên gia đã nhận định rằng, cái doanh nghiệp muốn hiện nay không phải là việc chính phủ ra liên tiếp các nghị quyết 19, nghị quyết 35 về cải thiện môi trường kinh doanh, mà điều quan trọng là phải làm sao khiến doanh nghiệp yên tâm làm ăn, làm sao đối phó với chính quyền không phải là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp, mà đó phải là cạnh tranh với bên ngoài và tận dụng thị trường để phát triển. Rõ ràng cộng đồng doanh nghiệp đang mong ngóng những cải cách đi vào thực chất hơn là những bước tiến hình thức. Mời quý vị đến với ghi nhận sau của chúng tôi. Cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, nếu làm tốt sẽ tạo ra dư địa cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Mỗi tháng, tổ công tác của Thủ tướng sẽ kiểm tra 4 bộ ngành địa phương. Đó là những ý kiến đã được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề cập đến trong buổi kiểm tra các bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh được tổ chức mới đây. Rõ ràng, nhiệm vụ cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đang được chính phủ quan tâm và chỉ đạo thực hiện rốt ráo hơn bao giờ hết. Hy vọng sau quyết định mang tính lịch sử của Bộ Công Thương vào năm 2017, giờ đến Bộ Giao thông Vận tải, thì cũng hy vọng các bộ sớm vào cuộc thật mạnh mẽ để công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ theo đúng lộ trình mà chính phủ đã đề ra. Năm 2018, cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh.
Cái nội dung này thì chủ yếu là liên quan đến ngành công thương, thì cái này chúng tôi cũng đang chỉ đạo với ngành công thương là bám sát cái chỉ đạo của chính phủ như là Bộ Công Thương để những cái nội dung đó sẽ triển khai kịp thời ngay ở Hải Phòng. Còn những cái điều kiện đó mà liên quan đến những cái quy định riêng của thành phố thì chúng tôi cũng sẽ từng bước rà soát và ra để cắt giảm những cái đó không cần thiết và tạo cho cái sự minh bạch thông tin cũng như là cái điều kiện tiếp cận tốt nhất của các doanh nghiệp với lại ngành công thương của Hải Phòng. Đặc biệt là các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương của các tỉnh đã có những cái thay đổi chỉ đạo các cái cơ quan ban ngành của tỉnh rất là quyết liệt để từ đó tạo ra những cái môi trường thông thoáng trong thu hút đầu tư và cải cách các cái thủ tục hành chính nhằm giúp các cái doanh nghiệp đầu tư mạnh dạn hơn và giảm bớt được các cái thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp. Từ cái trường hợp của Bộ Công Thương thì tôi thấy rằng là đây có thể là một điển hình tốt để các bộ khác cũng phải thấy rằng là cũng cần phải có sự thay đổi, cũng cần phải chủ động hơn trong cái việc rà soát cái điều kiện kinh doanh và dự kiến những cái điều kiện kinh doanh mà sẽ bãi bỏ. Và nếu như chúng ta thấy được rằng là có một cái sức lan tỏa rất là tốt ở các bộ khác và các cái lãnh đạo của các bộ liên quan khác thì cũng chủ động trong cái việc và thực sự là quyết tâm cải cách, thì tôi nghĩ rằng là những cái điều kiện kinh doanh này sẽ được bãi bỏ một cách đáng kể. Không phải là chỉ có 675 điều kiện nữa đâu, mà theo kiến nghị của chúng tôi là gần đến 3.000 điều kiện có thể bãi bỏ được. Những cái điều kiện mà thực sự là chúng ta không cần phải quản lý bằng điều kiện kinh doanh, có thể bằng quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc là bằng những cái hướng văn bản hướng dẫn hoặc là những cái tài liệu hướng dẫn, thay vì là những cái điều kiện kinh doanh mà cảm thấy như một cái rào cản rất là lớn, nặng nề đối với doanh nghiệp. Trong hơn một năm vừa rồi thì đã có những thay đổi rất lớn, chẳng hạn như toàn bộ điều kiện kinh doanh trước đây vốn chất lượng chưa cao, quy định ở hàng ngàn thông tư thì hiện nay đã được bãi bỏ và nâng cấp lên thành 50 nghị định về điều kiện kinh doanh. Quá trình soạn thảo các quy định pháp luật từ luật, nghị định của chính phủ vừa rồi thì cái việc rà soát, cái việc đánh giá, cái việc phân tích các điều kiện kinh doanh tôi đánh giá rằng là cũng được tiến hành một cách rất là cẩn trọng và rất là kỹ lưỡng. Tất nhiên thì không phải bộ ngành nào cũng đi nhanh, nhưng mà chúng ta đã thấy những cái tín hiệu để có thể tin tưởng rằng là đây là một tiến trình mà chắc là không bộ ngành nào có thể đứng ngoài hay không có thể đảo ngược. Và chúng tôi cũng biết rằng là Thủ tướng Chính phủ rất sốt ruột về thực trạng này, và tổ công tác của Chính phủ thì cũng đã có một kế hoạch rất là cụ thể để làm việc với từng bộ ngành, từng lĩnh vực khác nhau. Thì chính sự rốn ráo như vậy có thể là tiền đề để chúng ta tin rằng năm 2018 này sẽ có những chuyển động thực chất và mạnh mẽ việc cải cách điều kiện kinh doanh. Trong 2 năm vừa rồi chúng ta đã làm được, chính phủ đã làm được rất nhiều việc. Chính phủ làm được rất nhiều việc. Và có thể nói rằng là đang trên cái đà và cái hướng là đúng đắn, hướng là phù hợp. Cho nên chúng ta cần phải thúc đẩy cái hoạt động này. Đấy. Thì có lẽ cái mà cải thiện mà để mà mà vừa là giải quyết vấn đề trước mắt, vừa có thể cái lâu dài, thì chúng ta khung khổ thì chúng ta lấy chuẩn mực quốc tế. Và trong hành động cụ thể thì chúng ta hãy nhìn những vướng mắc nhất nào của doanh nghiệp, những bức xúc nào của doanh nghiệp, chúng ta tháo gỡ nó. Sau nghị quyết 35 và nghị quyết số 19 ấy, thì chính phủ đã yêu cầu các cái bộ ngành, đặc biệt các bộ nào mà liên quan đến cái việc mà các điều kiện thủ tục đầu tư kinh doanh, đặc biệt là Bộ Công Thương. Năm ngoái 2017 thì Bộ Công Thương đã cam kết là giảm 675 các điều kiện kinh doanh. Thì trong đó các cái ngành mà chúng tôi nghĩ đã có giảm là giảm thực sự ấy. Ví dụ như ngành lúa gạo, vấn đề về yêu cầu, vấn đề về xăng dầu, về ga và khí ga đã giảm. Nhưng mà các doanh nghiệp yêu cầu vẫn phải tiếp tục giảm bằng cái việc là chúng ta giảm ở đây ấy, để tránh cái sự chồng chéo. Có nghĩa một văn bản là yêu cầu không có quá nhiều, ít nhất từ hai bộ trở lên cùng quản lý. Có nghĩa là chúng ta chỉ tập trung vấn đề về một đầu mối thôi. Vấn đề nữa là vấn đề về lợi ích giữa các vụ, các viện, các bộ ngành cần được cắt ngay. Có nghĩa là khi mà chúng tôi cắt giảm thì không ảnh hưởng đến thủ tục hành chính của bộ kia. Bởi vì như thế nó sẽ liên quan đến vấn đề về lợi ích. Thì như thế khi mà liên quan với lợi ích thì các doanh nghiệp bắt buộc phải đi làm hai thủ tục một lúc. Thế rồi chúng tôi nghĩ là một đầu mối để xử lý một vấn đề. Thì tôi nghĩ nó sẽ cắt giảm được đúng theo yêu cầu của chính phủ. Chính phủ đã có một cái quyết tâm mới, một cái quyết tâm rất lớn, thậm chí lớn hơn rất nhiều so với những cái nỗ lực. Và từ trước đến nay chúng ta cải cách về điều kiện kinh doanh.
Có nghĩa rằng chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo tất cả các bộ ngành rà soát và bãi bỏ một cách căn bản tất cả những cái điều kiện kinh doanh không cần thiết. Thế thì từ kinh nghiệm của tôi theo dõi trong lĩnh vực này thì tôi cho rằng là tất cả những cái điều kiện kinh doanh mà nó hạn chế cạnh tranh, hạn chế gia nhập thị trường, tác động bất lợi đến doanh nghiệp vừa và nhỏ và hạn chế sự sáng tạo, làm gia tăng chi phí hoàn toàn có thể bãi bỏ để góp phần làm tạo cái động lực cũng như là cái cơ hội cũng như là cái gọi là cái khung khổ để cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Thì như rà soát của tôi thì những cái điều kiện như vậy nó có thể đến hàng nghìn các cái điều kiện kinh doanh mà hiện nay đang tạo ra 5 cái rào cản như tôi vừa trình bày, thì những cái điều kiện kinh doanh đó hoàn toàn có thể xem xét để bãi bỏ trong cái đợt rà soát lần này. Và cái điều quan trọng thứ hai là chính phủ cũng thay đổi cái cách làm, đó là không chỉ dựa vào cái sự tích cực chủ động của các bộ ngành, mà ở đây Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đây là một cái sự rà soát song song và mang tính chất đối chứng, có nghĩa là các bộ ngành cũng rà soát và đồng thời giao cho Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là hai đơn vị rà soát độc lập về làm cái bằng chứng để đối chứng với cái kết quả rà soát của các bộ ngành. Và sau đó thì nếu như có sự khác nhau thì chính phủ sẽ là người ra quyết định cuối cùng. Như thường lệ, phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Thưa quý vị, tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, gửi câu hỏi với chương trình, chị Trần Yến Nhi ở quận Ba Đình, Hà Nội có hỏi: chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật, tôi muốn hỏi về vấn đề người đại diện cho pháp luật của doanh nghiệp. Hiện nay tôi muốn biết công ty có 2 người đại diện theo pháp luật có được không? Công ty trách nhiệm hữu hạn 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên mang quốc tịch Mỹ, còn lại là mang quốc tịch Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật lại là một người khác. Hiện tại thì người đứng đầu cho công ty không làm đại diện nữa và một thành viên trên giấy phép là người Việt Nam muốn bán cổ phần. Vì vậy tôi muốn hỏi trường hợp công ty tôi có thêm người đại diện có được hay không? Và mong chuyên mục tư vấn có thể giải đáp cho tôi vấn đề này. Xin cảm ơn. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 13 luật doanh nghiệp năm 2014, công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể về số lượng, chức danh quản lý, quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Về ý thứ hai bạn hỏi, hiện nay một thành viên trên giấy phép là người Việt Nam muốn bán cổ phần có được hay không? Thì tôi xin trả lời như sau. Trong câu hỏi của bạn, bạn không đề cập đến công ty bạn được thành lập vào ngày tháng năm nào. Chính vì vậy, tôi xin trả lời có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu như công ty của bạn thành lập kể từ thời điểm thành lập đến nay là chưa quá 3 năm, thì trong trường hợp này khi chuyển nhượng cổ phần, bạn phải chào bán số cổ phần này với các cổ đông khác trong công ty. Trong trường hợp các cổ đông khác không mua thì bạn mới được quyền chào bán ra cho những người không phải là cổ đông của công ty, và cái cổ phần chào bán này thì phải là cổ phần phổ thông. Trường hợp đã hết thời hạn 3 năm thì bạn có quyền chào bán đối với các cá nhân khác hoặc các tổ chức khác không phải là cổ đông của công ty. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại.